Theo kế hoạch cấp nước sinh hoạt an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh gia lai giai đoạn 2024-2028, bốn công trình cấp nước sinh hoạt có đầy đủ các hạng mục của hệ thống cấp nước tập trung nông thôn sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn từ năm 2024. Đó là công trình cấp nước sinh hoạt huyện phú thiện và gia bắt đầu từ năm 2024, công trình cấp nước xã đông, xã nghĩa an huyện cờ bang bắt đầu từ năm 2024. Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hà Tam, huyện Đắp Bơ bắt đầu từ năm 2025 và công trình cấp nước bơm dẫn thôn Hòa Sơn, thôn Hòa Thành, xã Gia Phang, huyện Chư Pứ bắt đầu từ năm 2026. Với việc cấp nước an toàn khu vực nông thôn từ 4 công trình này, sẽ có 7.425 hộ được cấp nước, góp phần đảm bảo duy trì cung cấp ổn định đủ lượng nước và đảm bảo chất lượng nước cấp theo quy chuẩn quy định, phục vụ nhu cầu nước sạch cho cuộc sống của người dân tại một số địa phương trong tỉnh.